Battle Royale, cuộc chiến sinh tồn mà người chiến thắng cũng đồng nghĩa là kẻ sống sót cuối cùng. Cái tên này bắt đầu được biết đến từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Kosun Takami, mà danh tiếng của nó có lẽ vươn ra khỏi lãnh thổ của đất nước mặt trời mọc nhờ sự ra mắt năm 2000 của bộ phim truyền thể cùng tên. Một trò chơi buộc con người trở nên điên loạn, sự thua cuộc phải trả giá bằng cái chết, và ngay cả người chiến thắng thì cũng khó có thể giữ cho tay mình không bị nhuộm đỏ. Một nơi mà mọi cá nhân đều sẵn sàng bằng mọi giá, làm mọi cách để chiến thắng, khiến sự căng thẳng và tính chất ganh đua được đẩy lên cao nhất. Đó rõ ràng là một chủ đề vàng cho video game. Bởi game thủ thì chẳng ai là không muốn chiến thắng, nhất là khi chiến thắng của ta đồng nghĩa với càng nhiều người thất bại càng tốt. Battle Royale bắt đầu len lỏi vào trò chơi điện tử thông qua một số bản mod dành cho những tựa game đông người chơi như Minecraft hay Arma. Trong đó có thể kể tới bản mod DayZ Battle Royale, một bản mod của mod DayZ cực kỳ thành công từ Arma 2, và sau đó là một bản mod tương tự dành cho Arma 3. Tuy nhiên, với tham vọng biến đứa con của mình trở thành một tựa game hoàn chỉnh, tác giả của những bản mod trên, Brandon Green, hay chúng ta thường gọi với cái tên PlayerUnknown, đã tạo ra trò chơi, sân chơi của riêng mình, PlayerUnknown Battleground. Không hẳn là kẻ tiên phong, tuy nhiên PUBG ngay lập tức bùng nổ bởi lối chơi cực kỳ mới lạ với đa số game thủ vào năm 2017, tới mức mà dù là một sản phẩm thực tế còn rất thiếu sót, nó vẫn trở thành vua trong một khoảng thời gian dài, khai sinh ra hẳn một thể loại mới. Rất nhanh chóng, hàng loạt sản phẩm ăn theo PUBG ra mắt, với lối chơi ngày càng được hoàn thiện và cải tiến. Tuy nhiên, bỏ mặc mặt trận PC cho các đối thủ tha hồ dày xéo, vị vua này lại hướng tầm mắt sang một vùng đất mới với tương lai hứa hẹn hơn rất nhiều, đó là mobile. Với sự đỡ đầu của người khổng lồ Tencent, PUBG Mobile đơn giản là có tiềm lực phát triển vô tận. Công phá mọi bảng xếp hạng trên thị trường game di động từ khi được phát hành, PUBG Mobile cũng nhanh chóng có mặt tại Việt Nam, giải tỏa cơn khát của những tay súng muốn ăn bữa tối với gà trên mọi cung đường. Và sau 4 năm, dù tiếp tục phải chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ lớn, PUBG Mobile vẫn giữ được vị thế của riêng mình như một trong những tựa game Battle Royale xuất sắc nhất, công bằng nhất, mang lại trải nghiệm sinh tồn đích thực và quan trọng là được cộng đồng ủng hộ nhiều nhất. Được thực hiện chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, PUBG Mobile phải nói rằng thành công lớn nhất là đã tái hiện gần như hoàn chỉnh trải nghiệm đấu trường 100 trên những cỗ máy PC đắt tiền chỉ bằng chiếc điện thoại tầm trung của mọi game thủ. Điểm khác biệt duy nhất thực tế lại là một điểm tích cực, đó chính là cơ chế điều khiển được tinh chỉnh dành riêng cho cỗ máy chơi game cầm tay của bạn. Tự nhặt đồ, tự mở cửa, thêm vào các con bot, PUBG Mobile giản lược hóa nhiều cơ chế nhưng không giản lược đi niềm vui khi chơi game của game thủ. Vẫn là những pha rình rập, lút đồ, chạy bo khắc nghiệt đến nghẹt thở, những màn đấu súng chân thực đòi hỏi kỹ năng cao nhất từ các ngón tay. Các bản update liên tục được tung ra, bao gồm bản đồ, vũ khí mới hoặc chỉnh sửa cân bằng ngay khi nhận ra bất cứ vấn đề nào dù là nhỏ nhất. Có thể nói, những gì PUBG PC có thì PUBG Mobile cũng sẽ có, tuy nhiên điều ngược lại thì không hẳn. Ví dụ như khu vực Cheer Park chỉ dành riêng cho phiên bản di động, một công viên chủ đề nơi chúng ta có thể tán gẫu, ăn uống, nhảy nhót và so tài với nhau trong các bộ môn thể thao hòa bình, nghỉ ngơi sau những giờ chơi cân não. Không chỉ đảm bảo game thủ có những giờ chơi game vui vẻ nhất, PUBG Mobile bản thân nó vẫn là một tựa game online nhiều người chơi với tính chiến thuật cùng sự cạnh tranh được đẩy lên mức rất cao. Do đó tựa game này quyết tâm không đi vào vết xe đổ sâu nhất, vốn là một trong những nhân tố chính hủy hoại phiên bản PC. Vậy là cuộc chiến với vấn nạn hack cheat được bắt đầu. Ngay từ thời điểm game ra mắt, đội ngũ vận hành game thế giới lẫn tại Việt Nam luôn tỏ thái độ cương quyết, không nhẫn nhịn với các pháp sư dùng súng. Với hoạt động giả soát được làm liên tục không ngừng nghỉ, mà chiến dịch truy quét Ban Pan là một ví dụ điển hình. Trong thời gian cao điểm, chỉ trong một tuần đã có tới 1,3 triệu tài khoản trên toàn cầu sử dụng phần mềm gian lận bị sút khỏi game vĩnh viễn, cho thấy số lượng game thủ không hẳn đã là điều mà đội ngũ đứng sau PUBG Mobile quan tâm, mà điều quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm game tuyệt vời, hoàn hảo và công bằng nhất cho tất cả người chơi. Sau 3 năm ra mắt, PUBG Mobile đã trở thành một mega hit với khoảng 50 triệu người chơi hàng ngày và sở hữu 1 tỷ lượt download trên toàn cầu. Đó thậm chí còn chưa kể thị trường khổng lồ Trung Quốc, doanh thu của nó cũng chỉ có tăng, vượt mốc 7 tỷ đô la Mỹ tính tới quý 3 năm 2021, đồng nghĩa với việc Tencent thu về 8,1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ con gà đẻ trứng kim cương của mình. Đó là nhìn vào phạm vi thế giới. Còn tại Việt Nam, PUBG Mobile cũng luôn đứng hàng top trong các tựa game mobile nói chung và các trò chơi Battle Royale nói riêng. Ra mắt game thủ Việt Nam năm 2018, chỉ sau một năm, tựa game của nhà phát hành VNG đã cán mốc 13 triệu lượt tải, đánh bại mọi đối thủ để đứng đầu top 1 download trên cả hai nền tảng là iOS và Android. PUBG Mobile Việt Nam cũng ghi nhận gần 15 triệu 500 ngàn tài khoản được tạo lập, cùng tham gia hăng hái tiêu diệt lẫn nhau để trở thành người chiến thắng trong trên 125 triệu game đấu, với quãng đường di chuyển ngang bằng 940.000 vòng trái đất. Và đó mới chỉ là những dấu mốc đáng nhớ khi năm 2019 khép lại. Từ đó tới nay đã 3 năm trôi qua, và con quái vật PUBG Mobile vẫn đang làm mưa làm gió trên mọi thiết bị di động, trải dài khắp mảnh đất hình chữ S. Một trong những điều làm nên tên tuổi của PUBG Mobile tại thị trường trong nước là nỗ lực của nhà phát hành trong việc giữ nhiệt cho sản phẩm của họ.
Trong bối cảnh có không ít đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, bên cạnh đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên luôn túc trực, nỗ lực giải quyết mọi yêu cầu từ game thủ, PUBG Mobile còn liên tục tổ chức nhiều event lớn, bao gồm cả những sự kiện chung vui với cộng đồng PUBG Mobile thế giới và cả những lần đánh lẻ vui tới bến với riêng game thủ Việt Nam. Ở khía cạnh toàn cầu, nhờ được đỡ đầu bởi cái tên lớn bậc nhất ngành công nghiệp game, PUBG Mobile đã có vô số những lần hợp tác thường xuyên với những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng như Liverpool FC, Alan Walker, Lifefriend, Mark Rylance, Tesla hay các series đình đám như Arkane của League of Legends, The Walking Dead, Angry Birds, Resident Evil và Spider-Man No Way Home của Marvel. Mới nhất, bộ truyện tranh đang làm mưa làm gió Jujutsu Kaisen với nhiều nhân vật được yêu thích cũng đã có màn xuyên không vào vũ trụ PUBG Mobile, giúp cộng đồng fan được dịp nổi sóng. Bên cạnh những pha collab kinh điển, PUBG Mobile còn tạo dựng cộng đồng bằng nhiều cuộc thi ấn tượng như thiết kế vũ khí, vật phẩm, cover các ca khúc hay vẽ fan art cho tựa game mình yêu thích. Trong khi đó, nhìn về Việt Nam, rõ ràng PUBG Mobile cũng đã được vô cùng ưu ái, điển hình như việc tựa game này đã lựa chọn hướng đi đột phá và thể hiện độ chịu chi khi hợp tác cùng nhiều ca sĩ đình đám trong các sản phẩm âm nhạc khác nhau. Em Nói Anh Rồi của Chipu, Duyên Âm Hoàng Thùy Linh, Cô Đơn Không Muốn Về Nhà của Mr. Siro hay Một Điều Chưa Nói do Hoàng Dũng cùng bộ đôi 14 Casper thực hiện. Việc đưa hình ảnh vào nhiều sản phẩm của các ca sĩ khác nhau thuộc nhiều thể loại đa dạng và theo những cách khác nhau rõ ràng cho thấy sự sáng tạo và thiên biến văn hóa của đội ngũ marketing cho PUBG Mobile nhằm mở rộng vùng phủ sóng cho tựa game này. Không chỉ vậy, PUBG Mobile Việt Nam còn chơi trội khi đưa vào những trang phục dành riêng cho game thủ trong nước như Ninja Làng Lít nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 10 chẳng hạn. Còn nói về những cuộc thi, thì cộng đồng game thủ Việt Nam cũng sôi nổi không thua kém bạn bè quốc tế, thậm chí có đôi phần còn nhỉnh hơn sau những gì mà chúng ta đã làm được trong cuộc thi Chiến binh thời trang tại đêm gala của TikTok FastUp 2021 theo chủ đề Đồng bo đồng lòng đồng chiến, hay như sự kiện nặng tính chiến đấu ngoài đời thực là săn quà tại hai chuỗi cà phê nổi tiếng nhất nhì Sài Thành, check-in cùng hộp thính hoặc máu lửa trong game nhằm truy lùng phần quà đặc biệt là bộ playing card bật mic thả thính, sản phẩm độc quyền của PUBG Mobile trong dịp Tết Nguyên đán chẳng hạn. Những sự kiện dày đặc đó được tổ chức nhờ sự nỗ lực lớn của nhà phát hành, song rõ ràng thành công của nó lại có đóng góp không nhỏ của cộng đồng game thủ, tích cực hưởng ứng tham gia, tích cực dinh quà cả trong game lẫn ngoài đời. Và rõ ràng, với tình cảm to lớn nhận được ấy, PUBG Mobile sẽ không dựng lại khi mà trong đợt kỷ niệm 4 năm sắp tới, tựa game này sẽ tiếp tục chiêu đãi game thủ bằng nhiều cơ chế, vũ khí, vật dụng, chế độ chơi tân tiến. Nổi bật là đảo hồi sinh sắc màu, gồm hai hòn đảo với chủ đề lâu đài tuyết và pharaoh, nơi người chơi có thể sử dụng 4 bóng màu khác nhau để nhuộm các tòa nhà trung tâm bằng màu sắc yêu thích, cũng như triệu hồi 4 tượng khổng lồ đại diện tương ứng cho chiến thuật, lòng dũng cảm, tinh thần đồng đội và sự bình tĩnh để kích hoạt màn biểu diễn đặc biệt trong chế độ chủ đề. Cùng với đó là vật dụng xe đạp sắc màu xuất hiện dưới dạng item, không cần đổ xăng hay sạc lại, gần như không gây tiếng động khi sử dụng, không thể phá hủy và có thể đặt trong ba lô để di chuyển nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Còn với những ai đang kỳ vọng vào các sự kiện hợp tác sắp tới của PUBG Mobile với những thương hiệu đình đám, thì câu trả lời là mọi người sẽ không phải thất vọng bởi Warframe cùng Lamborghini sẽ là hai cái tên tiếp theo xuất hiện trong tựa game này. Và còn rất, rất nhiều bất ngờ nữa trong phiên bản kỷ niệm 4 năm 1.9 sắp tới của PUBG Mobile mà các bạn hãy vào game để khám phá nhé. Nâng cấp liên tục chất lượng sản phẩm, xây dựng cộng đồng lớn mạnh, như vậy vẫn là chưa đủ. PUBG Mobile mong muốn nó phải là điều gì đó lớn hơn cả một tựa game, trước hết là thông qua những đóng góp cho cộng đồng. PUBG Mobile Việt Nam đã nhiều lần phát động phong trào gây quỹ từ thiện như các sự kiện chạy bò đến sáng quyên góp được hơn 355 triệu đồng gửi tặng những trẻ em thiếu may mắn, hay sự kiện gửi tặng hơn 10.000 mặt nạ chống giọt bắn cho các bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Không chỉ vậy, tựa game này từng tham gia trao tặng 1,5 tỷ đồng để giúp đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Game thủ Việt Nam cũng là cộng đồng sôi nổi tham gia cùng người chơi PUBG Mobile toàn cầu vào chiến dịch Fight for the Amazon của Global Green để bảo vệ rừng nhiệt đới. Những hành động vô cùng ý nghĩa, xóa bỏ hình ảnh game thủ chỉ biết cắm đầu vào game mà quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Bên cạnh đó, một trong những thành quả to lớn của PUBG Mobile Việt Nam trong suốt 4 năm qua không thể không nhắc tới sự phát triển nhanh chóng của nó trong lĩnh vực eSports, thể thao điện tử. Ngay trong năm 2019, tức chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi ra mắt, tựa game sinh tồn này đã dẫn đầu ngành eSports di động với giải đấu lớn nhất trên toàn thế giới. Hơn 50.000 đội từ hơn 10 khu vực tham gia PUBG Mobile Club Open 2019. Giải đấu kết thúc với tổng số lượt xem 535 triệu, một con số khổng lồ với một tựa game có tuổi đời 1 năm. Bước sang năm 2020, PUBG Mobile tiếp tục hoàn thành hệ sinh thái eSports, tạo ra nhiều sân chơi cho người chơi ở các khu vực khác nhau, trong đó tất nhiên có Việt Nam. Những năm qua, cộng đồng PUBG Mobile chắc chắn đã nhẵn mặt với sự xuất hiện của các giải đấu PUBG Mobile Pro League được đầu tư lớn với quá trình chuẩn bị tỉ mỉ kéo dài nhiều tháng. Sự kiện này là bữa tiệc cuồng nhiệt cho những ai yêu mến thể thao điện tử và nhất là mang lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp cho mọi đội tuyển và các tuyển thủ, điều được cải thiện liên tục qua từng năm.
Ngay khi video này lên sóng, thì PUBG Mobile Pro League Việt Nam mùa xuân 2022, giải đấu với tổng giải thưởng trên 2 tỷ đồng, cũng đã đang được khởi tranh với những trận đấu mãn nhãn nhất. Vậy nhưng bạn không phải là một người chơi tay quá to, không sao. Hệ thống giải đấu cộng đồng PUBG Mobile Premier Series sẽ là dành cho bạn những giờ phút chai hát nhưng vẫn đảm bảo tính for fun. Các sự kiện eSports cộng đồng luôn là trải nghiệm cực kỳ thú vị dành cho bất kỳ người chơi PUBG Mobile nào, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có một chiếc điện thoại là quá đủ. Và biết đâu đấy, nếu may mắn cũng như có tài năng, thì con đường hướng tới thi đấu chuyên nghiệp cũng luôn luôn rộng mở đón chào. Còn nếu may mắn và tài năng hơn nữa, thì đấu trường thế giới với sự kiện PUBG Mobile Global Championship, cơ cấu giải thưởng trên 3 triệu đô la Mỹ sẽ là đích đến của bạn và đồng đội. Với sự lớn mạnh không ngừng nghỉ của mình trong lĩnh vực thể thao điện tử, PUBG Mobile đã vinh dự được lựa chọn là một trong những bộ môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 sắp tới. Và sau nhiều vòng tuyển chọn căng thẳng, De Xavier, đội tuyển được đánh giá mạnh nhất Việt Nam hiện tại, từng giành hạng 5 thế giới tại PMGC 2021, thứ hạng cao nhất lịch sử PUBG Mobile eSports Việt Nam, cùng với VGaming sẽ là những đại diện của chúng ta tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực sắp tới, với cơ hội mang về huy chương vàng cùng niềm tự hào cho Tổ quốc. 4 năm để một tựa game có thể vừa giữ chân người chơi cũ, vừa lôi kéo thêm game thủ mới tới thế giới của nó là chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên có thể nói, PUBG Mobile vẫn đang làm tốt thế mạnh của tựa game này, đó chính là sinh tồn. Khi mà mỗi ngày đều có những đối thủ mới xuất hiện và vòng bo là miếng bánh thị trường thì ngày càng thu hẹp. Hãy cùng chờ xem trong năm thứ tư này, PUBG Mobile sẽ còn tiếp tục phát triển lớn mạnh đến thế nào với những hướng đi đúng đắn và sự ủng hộ từ cộng đồng mà nó nhận được. Và trong khi chờ đợi, hãy vào làm một game và yên tâm, thưởng thức bữa tối là món gà rán đi thôi.